Chào thầy và các bạn. Hôm nay mình sẽ làm bài tập 4 dụng clip view để xây dựng trình nghe nhạc. Để xây dựng trình nghe nhạc thì đầu tiên chúng ta sẽ tạo một cái clip view. Clip view này sẽ chứa một cái danh sách nhạc. Thì tạo clip view thì tạo một cái ID. Tạo một cái ID cho nó ha. Tạo cái ID cho nó là clip ca sĩ này. Sau đó tạo thêm một cái layout khác bao gồm một cái image view, một cái text view sẽ hiển thị tên bài hát, một cái text view nữa hiển thị tên ca sĩ. Sau khi chuẩn bị xong hai layout thì chúng ta sẽ chuẩn bị thêm một cái ca sĩ activity. Đây là một cái chương trình sẽ quản lý ba cái biến, đó là quản lý ba biến của cái layout thứ hai, bao gồm một cái hình, một cái tên bài hát và một cái tên ca sĩ. Đây khai báo nó xong rồi. Đây là một file để quản lý ba biến này thôi, giống như một cái mảng chứa ba cái dữ liệu này. Tạo lát nữa mình sẽ tạo mảng để chứa ba cái dữ liệu này, không có gì hết. Rồi để mà truyền được hình ảnh hoặc là một cái test qua một cái clip view thì chúng ta không thể truyền cái trực tiếp được, mà phải thông qua một cái adapter. Và để tạo được cái adapter đó thì ở đây mình tạo một cái biến context và một cái list. Cái list này chứa dữ liệu của cái mảng ca sĩ đó. Cái list danh sách này sẽ là một cái mảng và một cái biến my layout. Mình tạo adapter ca sĩ đã có ba cái biến này. Rồi sau đó đây là cái cách để chúng ta truyền dữ liệu vô adapter dùng cái layout in Flutter service của cái layout in Flutter này. Đây là câu lệnh bắt buộc để truyền dữ liệu vào trong một cái view ha. Rồi chúng ta tiến hành ánh xạ ba cái biến đó vào cái adapter này, tên ca sĩ này, đưa nó vào cái TXT ca sĩ ha. Rồi cái TXT ca sĩ này nó sẽ set cái test lên, lấy ArrayList get tên ca sĩ. Tiếp tục tên bài hát này cũng tương tự. Đối với cái hình ha, thì chúng ta không phải set text mà là set image visual, lấy dữ liệu từ visual. Đây là một cái adapter đơn giản ha. Rồi nó return lại cái view bao gồm ba cái giá trị này. Cái biến thứ tự này, cái hình. Sau đó phần xử lý chính mình viết ở trong main activity, cũng viết activity viết trong main activity để mình xử lý cái clip view này, thì ánh xạ cái clip view này qua, khai báo xong rồi ánh xạ nó qua. Rồi tiếp tục tạo ra một cái media player để cái người nó phát được cái trình nghe nhạc, phải có cái này mới nghe nhạc được, mới phát được cái trình nghe nhạc. Rồi tiếp theo đó là tạo một cái mảng này sẽ chứa ba cái dữ liệu mà mình đã tạo ở trong cái ca sĩ activity này, sẽ chứa ba cái dữ liệu này. Và để có được dữ liệu ở trong đó thì mình sẽ dùng lệnh là add
Nhưng nếu mình không có adapter thì mình dùng loại này không được, nên mình phải có adapter. Mình sẽ add nó vào trong mảng ca sĩ, mảng ca sĩ activity này, lấy hình từ trong drawable, drawable lấy hình trong đây ra. Tên bài hát, tên ca sĩ thì mình sẽ đánh trực tiếp vô để mình chú thích. Tiếp sau đó, đây là lệnh để truyền dữ liệu qua list view, list ca sĩ này, set adapter, adapter ca sĩ. Sau khi truyền được dữ liệu qua list view thì mình sẽ xử lý khi mà nhấp vào từng cái item của cái list view. List view thì mình không nhấp chỉ định vào một cái bất kỳ ở đây, mà mình sẽ nhấp thành vùng cái item của nó. Sau khi nhấp vùng cái item của nó thì nếu mà nó đang phát nhạc thì mình sẽ cho nó ngừng. Còn nếu như mà nó không phải là đang phát thì mình sẽ dò vị trí, nếu là bằng không ở vị trí đầu tiên thì mình sẽ cho phát bài đầu tiên, bằng cách dùng Media Player này, bằng Media Player Create là phát cái bài này ra. Rồi trong Media Player Start này, và kèm theo một cái dòng là đang phát bài này, đẩy ra một lượng thời gian ngắn. Và tương tự bài, nếu mà nó rơi vào bài thứ hai mình cũng sẽ làm như vậy. Media Player Create vô cái bài số 2, rồi start cái Media Player lên và xuất ra một cái dòng là đang phát bài đấy. Rồi tiếp tục với Y bằng 2, Y bằng 3. Đây mình làm ví dụ ngắn, mình làm 4 trường, 5 trường hợp thôi. Đây mình chạy thử. Đây cái hàm này sẽ cho phép này, cho phép chuyển dữ liệu qua đây. Còn khi mà mình nhấp vào một cái item bất kỳ, bạn nhấp vào đây hoặc nhấp vào đây hoặc nhấp vào đây cũng như nhau, nó đều trong cái item này. Thì khi nhấp vào thì nó sẽ phát nhạc, nhấp bài nào phát bài đó, và nó sẽ xuất ra cái dòng lệnh là đang phát bài đó. Đây, và nó hiển thị một cái dòng ngắn. Bài tập 4 mình tới đây là hết. Cảm ơn thầy và các bạn đã